Ngày 20 tháng 9, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế. Sự hội nghị tại điểm cầu chính có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế, ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước. Về phía Vietinbank có ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của trụ sở chính Vietinbank. Ngoài ra, hội nghị có sự tham dự của các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đang công tác trong ngành y tế tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thời gian qua, ngành y tế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. Đây là nền tảng để triển khai thanh toán điện tử đối với các dịch vụ trong ngành y tế. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế và chủ động phối hợp triển khai các hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí cho người dân. Tại hội nghị, ông Trần Công Quỳnh Lân đã có bài tham luận giới thiệu các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế của Vietinbank. Theo đó, Vietinbank đã cung cấp đa dạng các giải pháp thanh toán cho 120 bệnh viện trên toàn quốc nhằm hỗ trợ người bệnh thanh toán phí các dịch vụ y tế bằng phương pháp thuận tiện, hiện đại, dễ sử dụng. Đại diện Vietinbank cũng cam kết Vietinbank sẽ tiếp tục sát cánh và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế góp phần xây dựng thành công đề án bệnh viện thông minh nhằm nâng cao chất lượng quản lý khám chữa bệnh và thanh toán viện phí, đảm bảo hiệu quả và minh bạch. Bên cạnh đó, Vietinbank còn là đơn vị tài trợ kim cương góp phần làm nên thành công của hội nghị. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.